năm 2022, trong Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, chào đón sự xuất hiện vô cùng đặc biệt của host đương kim Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019, Top 21 Miss Universe 2020 Nguyễn Trần Khánh Vân, cùng hai vị huấn luyện viên A hậu 2 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Mâu Thủy, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019, Top 16 Miss Universe lần thứ 70 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Và đặc biệt, lần đầu tiên Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 chính thức chào đón sự xuất hiện của vị giám khảo truyền hình thực tế vô cùng quyền lực, Á hậu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2008, đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2009, siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Trên truyền hình thực tế, Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 hứa hẹn sẽ mang đến những màu sắc hoàn toàn mới, nhằm khắc họa rõ nét hành trình tìm kiếm và đào tạo người kế nhiệm của chiếc vương miện cao quý Vinawoman. Hãy cùng chào đón sự xuất hiện đặc biệt của bộ tứ siêu đẳng cấp của Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam ngay sau đây.